Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp quý bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng B sedan này thì hiện nay đang rất hot quý bạn nhé. Đặc biệt là những chiếc xe i10 hoặc những chiếc xe Vios City đang bán rất tốt tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đấy, một chiếc xe này thì cũng đã được lắp rất là nhiều đồ rồi, các bạn xem phần đuôi đây ạ. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi, màn hình Android đầy đủ rồi các bạn nhé. Và ở cái phiên bản này 2019 tính ra là mới 4 năm sử dụng thôi, cho nên còn rất là mới này. Toàn bộ từ logo, chữ này, đèn này, nẹp mạ chrome này đều rất là mới ạ. Đấy, đây là camera lùi lắp thêm. Bên dưới đây đã có cảm biến lùi lắp thêm rồi các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này ở cái phiên bản đủ, phiên bản 1.2, phiên bản đủ có khóa thông minh, đè nổ start top đầy đủ hết đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố các bạn nhé. Biển số thì bây giờ không quan trọng các bạn ạ, chiếc xe được đăng ký ở đâu cũng vậy thôi, đều là xe sang tên. Thì bây giờ khác với trước, những chiếc xe ở tỉnh thì tiền biển là về thành phố là mất, về Hà Nội và về Sài Gòn là mất 20 triệu nữa, nhưng bây giờ không mất 20 triệu nữa rồi các bạn ạ. Cho nên là tất cả những chiếc xe ở tỉnh về Hà Nội đều như nhau hết các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp nha. Đây là cái nắp capo, chúng tôi đang mở nắp capo đấy nha các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là nó hở to như thế đâu. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái ốc capo. Đấy, đây là phần ốc capo này, keo chỉ capo các thứ này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, không tai nạn, không va chạm gì cả. Đấy, đây là ốc capo còn nguyên bản các bạn nhé. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn hãy xem kỹ cho tôi về cái phần đầu. Đấy, phần đầu, phần động cơ đây. Đấy, tất cả là còn nguyên zin vì chiếc xe này mới lăn bánh hơn 5 vạn km thôi. Động cơ còn rất là mới, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi các bạn nhé. Đấy, Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít. Đấy, ốc còn nguyên zin, ốc động cơ còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ, kể cả là ốc tai cũng còn nguyên zin luôn quý vị và các bạn nhé. Xe được trang bị động cơ 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý bạn nhé. Và động cơ này thì chúng tôi dọn dẹp đi rồi, rất là mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn nào mà mua về thì chỉ có việc sang tên và chạy thôi các bạn ạ, không phải bảo dưỡng, không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa. Đấy, nhìn về cái phần đầu, toàn bộ về mặt ca lăng này đều rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đẹp từ những cụm đèn pha này, đèn gầm này, chưa có bị xước xát gì các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Không có bị va chạm, không có bị xước xát gì cả quý vị và các bạn nhé. Rất là mới luôn, toàn bộ từ mặt ca lăng, cửa gió đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì cũng vừa mới thay một cái dàn lốp. Đấy, dàn lốp còn rất là mới. Đấy, à xin lỗi quý bạn, không phải là vừa mới thay nhé, mà cái dàn lốp này là thay từ năm 2021 mà còn mới như này các bạn ạ. Đấy, rất là mới. Điều này chứng tỏ mấy năm nay là chiếc xe này chạy rất là ít các bạn ạ. 2021 là lên một dàn lốp Michelin ở đây. Cả một cái dàn lốp Michelin là date 2021 mà còn mới như này, còn đẹp như này. Điều này chứng tỏ một chiếc xe chạy quá ít ạ. 3 vạn mà lốp còn 3 năm mà lốp còn mới như này. Tổng của chiếc xe này lăn bánh hơn 5 vạn, nhưng cái dàn lốp này thay từ 2021 đến bây giờ 3 năm sử dụng cho một dàn lốp mà còn mới, còn dày như này. Điều này chứng tỏ xe chạy rất là ít luôn quý vị và các bạn nhé. Cho nên là chiếc xe này là rất mới, rất đẹp. Quý vị và các bạn nào mà bây giờ đầu tư về chạy dịch vụ hay là chạy xe gia đình đều rất là bền các bạn nhé. Không có phải sửa chữa, không có phải làm cái gì nữa cả. Rất là đẹp, rất là mới hết luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là mới rồi. Động cơ rất là đẹp, rất là ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ mời quý bạn là xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Keo chỉ bên trong của chiếc xe rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Toàn bộ keo chỉ còn zin nguyên bản này. Tắt đi cánh cửa rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới. Nội thất da cao cấp 2 màu, và đặc biệt là chủ xe này rất là cẩn thận ốp bậc cửa chống trước này, thảm sàn 5D này.
Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, màn hình Android có sẵn rồi. Ghế da cao cấp đầy đủ hết luôn các bạn. Ghế da cao cấp hai màu, được kết hợp giữa màu vàng và màu đen, đều rất đẹp các bạn nhé. Nội thất phải nói là rất mới các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ nhà chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé, đằng cốp sau nè, ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ, keo chỉ cốp sau này, rồi toàn bộ phần nỉ này, phần lốp xưa cua còn mới tinh luôn các bạn nhé. Lốp xưa cua mới tinh, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên nhìn cái khoang sau các bạn xem này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, toàn bộ đồ nghề này, đằng sau này thì anh em dọn cũng không được kỹ lắm cho nên nó hơi bẩn một chút ạ. Cơ bản là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019 các bạn ạ. Và đây là cái phần cánh cửa phía sau bên phụ này, cánh cửa phía sau bên phụ toàn bộ từ táp bi cánh cửa rất là đẹp, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản, còn rất là zin luôn các bạn nhé. Tôi cam kết với quý vị và các bạn là không mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, thảm lót sàn 5D rất là sạch, rất là lịch sự. Và hàng ghế sau này là hàng ghế da rất đẹp này, trần cũng đã được bọc da rất là đẹp hết luôn các bạn nhé. Cho nên quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì không phải làm bất cứ một cái gì nữa đâu các bạn ạ, chỉ có việc sang tên thôi. Bây giờ thì biển số định danh, cho nên là ai có biển số định danh rồi thì sẽ dùng biển số định danh của mình, hoặc chưa có biển số định danh thì sẽ bấm biển số mới các bạn nhé, bấm biển số mới để định danh. Và điều đặc biệt là bắt đầu từ tuần này thì xe biển tỉnh về Hà Nội cũng không mất 20 triệu tiền biển nữa các bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn không phân biệt xe biển tỉnh mê lại biển Sài Gòn hay biển đâu các bạn nhé, chỉ cần biết xe cũ là về sang tên lắp biển của mình. Và mua cũng không được dùng xe của cái biển cũ của chủ xe nhé, vì là mua xong là phải trả lại đăng ký và biển số ngay ạ, thu hồi đăng ký biển số các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp rồi, đối với quý vị và các bạn. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.